Cả nhà à, sáng nay mình nấu ăn sáng nha cả nhà. Nay mình ăn nấu nui nha. Mình ăn sáng xong mình ra mình ăn sáng xong rồi mình đi ra ruộng nha cô chú anh chị. Nui cái ba trụng xong rồi nè. Đã nấu xong rồi để cho mình nấu sẵn nha. Cái nhà nước khói này cả nhà. Kim ba đã nấu nui xong nha. Giờ mình sẽ múc vô tô. Mình ăn sáng nha cả nhà. Đây múc cho tô rồi ha. À, quên nữa cả nhà. Nãy dưới này mình là giá hẹ cô chú anh chị, Kim Ba thích ăn giá hẹ nhiều lắm. Cho nên Kim Ba đã nhiều còn nuôi có vài con thôi thế này nè. Rồi tiếp theo mình để hành ha. Để hành ngò. Để hành ngò cô chú anh chị. Mấy cái đầu hành này mình bỏ nước sốt. Cái nồi nước sốt của mình này cả nhà ơi, nó đang sôi nha. Mình để đầu hành vô cho nó trụng đầu hành á. Cái tô nuôi của mình này cô chú anh chị, để thêm miếng hành, cái ba thích ăn hành ngọt. À, cái nồi nước sốt của mình, cái nồi này hồi cái ba ninh hồi tối cả nhà, ninh hồi tối nấu hồi tối cho nó chín đó cả nhà nè, mình trụng rồi nè, mình để cho tô ha, mình ninh sẵn á, để cho nó ra nước ngọt sẵn, mà mình cái ba ninh hồi tối cái sáng mình ăn cả nhà, tại vì á mình ở chỗ mình ở á, ăn sáng nó xa lắm cho nên mình phải thường xuyên là mình nấu ở nhà, thường ít có mua ở ngoài lắm. À, đây là tim nha cả nhà ơi, tim heo nha. Rồi bây giờ mình múc nước sốt mình để vô nha cả nhà, tắt lửa ha, múc nước sốt để vô. Mình ăn vậy như thôi cô chú anh chị. Rồi, phải hai miếng xương là xong ha. Đây. Cái tô ăn sáng của mình nó hoàn thành như cả nhà, khói nè, khói nghi ngút luôn cả nhà. Để thêm một miếng hành phi nữa ha. Nha. Rồi, cái tô ăn sáng của mình nha cô chú anh chị. Cái này mình ăn với nước mắm ớt nha. Nước mắm dầm ớt 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 trái cả nhà, hoặc là mình ăn ớt sa tế cũng được. Rồi. Kim Ba mời cô chú anh chị dùng bữa sáng với Kim Ba nha. À, mình ăn sáng xong rồi mình ra ruộng nha cả nhà. Ăn sáng xong ra ruộng ha. Hello cả nhà ơi, giờ mình cùng nhau ăn sáng nha. Cái xương này cả nhà tối Kim Ba nấu sẵn á, nấu ở sáng mình trụng mình ăn thôi cho nó lẹ. Tại vì khu vực của mình ở được ăn sáng xa lắm cả nhà, đa số là thường xuyên là mình nấu đồ ăn ở nhà không à. Kim Ba mời cô chú anh chị dùng cái Kim Ba ăn sáng, Kim Ba xong mình đi ra ruộng nha. À, đầu video Kim Ba cũng kính chúc cho quý cô chú anh chị em khán giả gần xa thật là những sức khỏe bình an hạnh phúc ha, thành công trong mọi lĩnh vực của cô chú anh chị. Thôi giờ mình cùng nhau ăn nha. Thôi giờ mình cùng nhau ăn sáng nha cả nhà. Ăn sáng. Mình ăn xong rồi mình ra ruộng nha. Ui nêm nước lạ quá. Ra ruộng dở lọt đó cả nhà, cái lọt để 3 ngày à, 3 ngày à. Cái này là 4 ngày chứ, cái này mình đặt bốn lọt mình đặt 4 ngày cô chú. Mình đặt 4 ngày cái lợp. Đa số là mình
Đa số là mình nấu đồ ăn sáng ở nhà ăn cô chú anh chị. Ít có mua, ít mua ngoài. Tại cái chỗ của mình xa quá, xa chỗ bán đồ ăn quá. Mà ăn đi thôi cả nhà ơi. Ăn hết rồi. Nhưng ba mời cả nhà uống nước với ba nha. Uống rồi xong rồi mình cùng nhau ra ruộng cả nhà. Xong buổi sáng. Đây, bây giờ kim ba mời cả nhà mình ra ruộng thăm mấy cái lợp và về mình nấu cơm ăn cơm luôn ha. Đi cả nhà mình cùng nhau đi nha. Cả nhà mới có 7 mấy 8 giờ sáng cả nhà mà nắng hết sức nắng luôn á. Tại tháng Giêng á cô chú anh chị là nắng ghê lắm. À, nãy sáng nay Kim Ba vừa ăn sáng xong rồi Kim Ba mời cô chú anh chị ra thăm mấy cái lợp với Kim Ba nha. À, cả nhà thôi giờ mình cùng nhau đi thăm lợp nha cả nhà. Hy vọng kiếm mấy cái gì nấu cơm ăn trưa ha. Cũng lâu lắm luôn cả nhà, Kim Ba mới đi đặt lợp lại từ hôm Tết mình cuốn lợp tới giờ luôn á. Cái này là cái khai trương khai trương lợp đầu tiên luôn. Hy vọng là có vài con để lấy lại tinh thần ha cô chú anh chị ha. Ai đồng hành với mình là hai một cái thao cái gỗ nha. Cái màu xanh này cũng có lớn nè. Thường thường đi màu xanh nó không có cá nhiều cả nhà. Mà hy vọng có thể nào hôm nay cá được nhiều hơn ha. Thôi đi. Giờ xuống. Nãy quên lấy cái nón cả nhà ơi. Đi nịt cái quần. Không quên nịt cái quần. Ê, bảo hộ. Sao mình đem thao theo làm gì ta? À, để theo đây đi. Để đây mình đi. Nhìn cả nhà. Cái lợp cỏ nó lấp rồi nè. Quá rồi. Quá rồi trời. Ôi con cá phi nổi. Nó nổi mình luôn nè. Trời ơi, hai con cá phi, con cá chê nữa. Ồ, quá trời sùm luôn cả nhà ơi. Cá rô luôn, ui, cá chê nhỏ xíu bằng hai cá phi nè. Trời ơi, cá phi bự hết sức luôn cả nhà. Giờ mình gom lấy đây nha. Mình để đây mình gom cô chú anh chị. Để ở đây, cho nó có nước. Nước nó trong rồi nè. Nước trong nguồn nó chảy ra cô chú anh chị. Trong hết sức luôn. Làm thứ hai mình đâu ta? Cái lợp nằm đây mà đi tìm. Nhớ lợp thứ hai nha. Ôi cá phi nữa cả nhà ơi. Hai cá phi, cá sặc, ô cá sặc ngủm này. Hai cá sặc mà cá sặc ngủm này. Đi, mình đi đi luồn qua đám cỏ bên đó đi. Quá luôn. Đám lục bình này quá xá lục bình này. Ai ơi. Trời ơi, coi nè, quá luôn rồi.
Để đây đi. Mình thăm cái lợp này. Nghe có không thấy nặng chịch không? Rồi có phi nữa rồi. Có phi nữa rồi các nhà ơi. Có phi. Sình quá, sình quá. Cái này được hai, được con cá chê, một con cá rô, cá sặc, hai cá rô phi. Rồi tiếp. Trời ơi bà nhảy kìa. Mình nhảy còn cá này ú ù luôn cả nhà. Còn cái lợp cuối cùng ha. Mình để góc này đi. Để đây xíu lên đấy. Đấy lợp kìa. Quê hương em chính con sông Tình Cửu Long. Sân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng. Hò ơi, cây lúa đã nuôi sông đời phù sa. Cả nhà nhìn ha, thấy chưa? Tới đây rồi cùng đúng không cả nhà? Đây đây cả nhà nhìn đây nè. À đây ba con ốc. Gặp tình trạng này hoài cả nhà ơi, ngại ghê á. Đây rồi, đây rồi. Có anh con rồi, dụ con rồi. Ai à, ra đồng mà gặp ba con nó hung nhau ngại ghê á, ngại ghê luôn cả nhà. Nhưng mà gặp trước mặt phải lấy thôi chứ, phải lụm ra chứ. Tại nó chứ phải tại mình. Ai bị hung trước mặt chi. Cái lợp của mình là cuối cùng nè. Hy vọng lợp này im nha. Hồi nãy giờ lợp nãy giờ toàn đang rô phi không à cả nhà. Trời ơi, gông nó đóng rồi nè. Rồi xong, không có con nào chưa? Có con cá sặc một. Trời ơi. Thất vọng ghê. Nó dính này vô đây nè. Có con hai cá sặc ngủm à. Trời ơi, cái lợp cuối cùng. Cái lâm đó cả nhà. Nó đóng gông rồi nè, cô chú anh chị. Nó đóng gông sợ luôn. Không có. Rồi, lên, xuất phát. Dạ. Nay có ăn cả nhà ơi, chứ còn trúng không có trúng nha. Dạ. Này phải múc thau nước rửa mình nè. Ôi dạ. Lên không nổi. Để sao lên. Ôi trời ơi. Trời ơi trời. Ây da. Công nhận nội công thâm hậu ghê á. Rồi mình đi. Đi gom mấy cái lợp lãng mình gom cá cả nhà ơi. Chị kia chạy xe mà chị nhìn quá trời luôn. Chạy xe mà chị nhìn thấy sợ luôn á. Xuống múc thau nước không ta. Hai cái sặc bị ngủm rồi. Lâu quá cả nhà nó ngợp nước là nó ngủm liền. Ít ăn ốc mình đây nữa chứ. Ba con. Ai làm gì đấy? Ủa cà phê nó ngon rồi nè cả nhà. Nó no nưởng. Cá rô, cá sặc. Đây. Cá rô, cá sặc. Trời ơi, cá này nó bị quăng tới quăng lui nè. Nó sình con cá luôn. Rồi, cả nhà coi nè. Cá chữ ít nước quá. Con cá nó khô rồi. Cũng
im nha cả nhà ơi, thấy chị cũng im á. Hôm qua mấy cá phiên qua kia mà thả lưới bên kia đó, thả lưới bên kia cả nhà, chiên muối ớt, muối á, muối chiên ngon quá chừng luôn cả nhà. Hôm Tết giờ không có ăn cá ha, không ăn cá muối chiên. Hôm qua nhà ở nhà muối á, chiên ngon hết sức luôn. Rồi cả nhà ơi, của mình nhiêu nè? Được 2, 4, 5 con, 6 con cá phi à. 6 con cá phi với cá sặc, cá rô, đinh tinh, ốc nha. 6 con cá phi, cá rô, cá sặc với cá chê nè cả nhà, ốc đinh tinh luôn. Cá chê trắng nè. Rồi cả nhà có biết sao, tại sao mà mình không có tơ tép không cả nhà? Mấy cái mương mà mấy con cơm mình đặt lợp ở cái lỗ nè, cái lỗ nó to quá, tép nó không ở là được. Lọt hết trơn, nếu có tép lọt hết trơn. Tép thì lại cá bể chầu lọt hết trơn à. Cái lỗ này to lắm cả nhà coi nè. Lỗ cành còng, cành không mấy con tép lọt hết trơn. Cho nên là mình không có tép thôi, chứ mình đi xúc, đi xúc đi kéo nha, kéo lưới là có nha. Kéo tép cong nhiều lắm, bữa nào Kim Ba sẽ đi kéo lưới để kéo tép cong về mình xào tỏi ha. Cái xong rồi mình xào tỏi sơ sơ ha. Mình cuốn bánh tráng cao sống, nó ngon cả nhà. Làm nước mắm chua nữa. Rồi. Cô chú anh chị ơi, giờ Kim Ba được 6, 7 con cá vậy nè, tinh linh tinh nè cả nhà, cá chê, cá rô, cá sặc. Rồi thêm rô phi ốc nữa. Đó. Giờ Kim Ba xin phép tạm dừng video ở đây nha cả nhà, hẹn cả nhà vào video sau nha. Kim Ba chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã dành thời gian xem video của Kim Ba nha và đã ghé thăm ủng hộ Kim Ba ha. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Khung giờ của Kim Ba sẽ là 6:30 chiều thôi cả nhà. Nếu có trễ thì cũng là 6:40, 7 giờ đổ lại thôi cả nhà ha. Rất là mong cả nhà đón xem nha cả video mới nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà clip sau.